Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái bài thuốc để trị hôi miệng này và ngăn ngừa sâu răng này và làm cho chúng ta không bị những cái bệnh về răng miệng ấy. Đó là một cái bài thuốc từ cái lá trầu không. Lá trầu không thì nó rất là thông dụng thôi. Cái lá trầu không này dùng được làm rất là nhiều thứ, để ăn trầu các cụ này. Và cái lá trầu không này cần chữa bệnh phụ khoa này, này trị ho nữa. Như hôm nay là mình làm để nước súc miệng nhé, để không bị hôi miệng. Cứ thỉnh thoảng ấy, mình muốn dùng cái nước súc miệng tự nhiên ấy thì mình sẽ dùng cái lá trầu không này. Các bạn gò lát ra đi, xé nhỏ ra như mình như này, dùng với 2 lít nước với 1 lắm lá trầu không như này. Sau đó mình sẽ mang đi đun sôi đây khoảng 10 phút, sau đó cho một chút muối vào và lọc lấy cái nước này để uống nhé, để súc miệng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Các bạn cũng không cần phải súc nhiều đâu, mà chỉ cần trước khi đi ngủ và buổi sáng khi đánh răng xong, rồi trước khi đi ngủ khi mà mình đánh răng xong ấy, đã cho một thìa muối vào, một thìa ăn phở muối nhé, với cả 2 lít nước như vậy. Bây giờ mình sẽ đun sôi lên khoảng 10 phút. Khi mà nó sôi lên thì mình đun thêm khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ để cho nó nguội bớt, xong chúng ta lọc, chúng ta chỉ lấy cái nước này thôi. Và muốn bảo quản lâu thì các bạn cho thành những cái chai cất vào ngăn mát tủ lạnh. Cứ dùng bao giờ đến hết, khi hết thì thôi nhá. Cái này nó rất là lành tính nên không có sao cả. Thậm chí các bạn có thể dùng cái phương pháp mà dùng cái lá trầu không này kết hợp với một ít gừng. Cái nước trầu không này kết hợp với ít gừng chúng ta uống để trị ho nhá. Uống khoảng 1 tuần là triệu chứng ho nó giảm đi rất là nhiều. Sau khi sôi được 10 phút rồi nhá, thì chúng ta để cho nó nguội bớt đi, rồi sau chúng ta bỏ cái bã này đi và cho cái nước này vào cái lọ và cất vào trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần nhá. Đấy là mình chia sẻ được cách trị hôi miệng và làm nước súc miệng từ cái lá trầu không này nhá. Mình đảm bảo cái cách này rất là hiệu quả và mình dùng rất là nhiều lần rồi.